hiện đại thì hại điện, taxi công nghệ trong Cyberpunk 2077 nổi loạn khiến nhân vật chính suýt phải về chầu ông bà. Trong thế giới của Cyberpunk, bạn sẽ bắt gặp những chiếc taxi Delamain được điều khiển hoàn toàn bằng AI. Điều này nghe có vẻ tiện lợi và hiện đại. Tuy nhiên, thứ gì cũng có cái giá của nó. Một số AI tỏ ra thông minh quá mức, vậy nên chúng đã nổi loạn và chạy trốn. Trong vai nhân vật chính Vi, bạn sẽ phải đi tìm lại 7 chiếc taxi đã biến mất một cách bí ẩn trong nhiệm vụ mang tên Epistrophe. Những chiếc xe quái đản này đã khiến người chơi sứt đầu mẻ trán bởi tính tình ẩm ương, thậm chí là hiếu chiến của chúng. Một số chiếc xe khá hiền lành, chúng chỉ nói đạo lý hoặc nhờ bạn lái về gara. Tuy nhiên, số khác lại khá hung hăng khi liên tục đâm sầm về phía người chơi, hoặc thậm chí là dụ bạn vào một ổ mai phục với cả chục gã côn đồ cầm súng vây quanh. Nếu không nhanh chân tìm chỗ trốn, bạn có lẽ đã bị chôn vùi bởi hỏa lực từ tứ phía. Đúng là hiện đại thì hại điện. Sau vụ này, tôi thà tự lái còn hơn là nhờ mấy chiếc taxi AI chết tiệt kể trên.